mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, chúng ta cùng ổn định tổ chức và chúng ta sẽ chính thức bước vào chương trình ngày hội STEM Xuân yêu thương năm 2024 ngày hôm nay. Em học sinh thân mến, ngày hôm nay cô giáo thấy các bạn đến trường, bạn nào cũng rất là vui tươi phấn khởi, và để cho ngày hội của chúng ta ngày hôm nay được phần vui vẻ hơn, trước hết cô mời tất cả các bạn chúng ta ngồi ngay ngắn lại nào. Chúng ta sẽ cùng đến với khởi động bằng một bài múa hát tập thể có chủ đề về ngày Tết, đó là bài Sắp đến Tết rồi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa nào? Cô mời âm nhạc bắt đầu. Múa cũng rất là đẹp và chúng mình tự thưởng một tràng vỗ tay thật lớn đi nào. Con cảm ơn các em rất nhiều. Xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện có mặt trở về cả các quý vị đại biểu, khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đã và đang có mặt trong chương trình ngày hội STEM với chủ đề Xuân yêu thương năm 2024 của trường tiểu học Thạch Sơn ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho ngày hội của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, khi cánh én trao nghiêng bay lượn trên bầu trời của Tổ quốc là báo hiệu một mùa xuân nữa lại về. Mùa xuân, mùa của trời non lộc biếc, mùa của trăng hoa tua nở, mùa mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui, niềm hân hoan phấn khởi. Sau một ngày, một năm học tập và công tác, hòa chung trong không khí vui tươi của đất trời, khi chuẩn bị bước sang một năm mới, hòa quyện với không khí ấm áp và những sắc màu rực rỡ của ngàn hoa tua nở. Sau đây xin được kính mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, chúng ta cùng đến với chương trình văn nghệ chào mừng đặc biệt với chủ đề Xuân yêu thương do các em học sinh nhà trường tiểu học Thạch Sơn biểu diễn, gồm những tiết mục như sau. 1. Xuân họp mặt, sáng tác văn phụ do anh Thư Minh Châu cùng tốt múa biểu diễn. 2. Tiểu phẩm Sự tích bánh chưng bánh dày do tập thể chi đội 451 thể hiện. 3. Múa Sự tích bánh chưng bánh dày do đội văn nghệ nhà trường biểu diễn. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu.
giang. Ông buồn bã, lắc đầu nói, lẽ nào đây là dấu hiệu của tuổi già? Chắc mình đã già thật rồi. Người đâu, ở đây ra có vị không? Thank you.
chọn hai loại bánh do tự tay con làm ra. Từ gạo nếp, loại thực phẩm quan trọng và quen thuộc với nhân dân ta. Loại bánh thứ nhất có hình vuông, tượng trưng cho đất, được làm từ các nguyên liệu, lá rau, bột gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh. Loại bánh thứ hai có hình tròn, tượng trưng cho trời. Còn làm hai loại bánh này mong trời đất phù hộ cho nhân dân ta mùa màng bội thu và mãi mãi bình yên về sau. Được, vậy con đã đặt tên cho hai loại bánh mới này chưa? Dạ chưa, mong phụ phượng thương suy xét và đặt tên cho hai loại bánh này. Bánh hình vuông cho đất này hay ta cứ gọi nó là bánh trưng đi, còn bánh hình tròn cho trời này hay ta cứ gọi nó là bánh cầy, còn nghĩ sao cứ làm đi. Dạ con đồng ý ạ. Trời đất tổ
Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh, múa sự tích bánh trưng bánh dày đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng đặc biệt ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn đội văn nghệ nhà trường. Thay mặt cho ban tổ chức, xin chúc các em luôn luôn chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Và sau đây thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình của ngày hội hôm nay. Chúng ta gồm những nội dung như sau. Về thời gian, bắt đầu từ 7:30 đến 16:45 ngày hôm nay, ngày 13 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 3 tháng 12 âm lịch. Địa điểm, sân trường tiểu học Thạch Sơn. Đối tượng tham gia, học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 5. Về nội dung chương trình, 1. Ổn định tổ chức, 2. Văn nghệ chào mừng, 3. Thông qua nội dung chương trình ngày hội, 4. Khai mạc ngày hội STEM, 5. Chương trình quyên góp ủng hộ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường, 6. Thi gói luộc bánh chưng, 7. Thi cắm hoa, 8. Công bố quyết định thành lập ban giám khảo hội thi gói bánh chưng và cắm hoa, 9. Tổ chức giao lưu bóng đá mini khối 4-5, 10. Trưng bày sản phẩm, 11. Ban giám khảo công bố kết quả phần thi cắm hoa và thi gói bánh chưng, 12. Bế mạc trao giải, tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và liên hoan tất niên. Kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các học sinh thân mến, để mở đầu chương trình ngày hội STEM với chủ đề Xuân yêu thương ngày hôm nay, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Phùng Xuân Khương, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên để khai mạc chương trình ngày hội. Xin được trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến, một mùa xuân nữa lại tràn về trên mọi miền quê hương đất nước ta. Cứ mỗi độ xuân về, mọi người lại háo hức chờ đón những niềm vui mới. Lòng ai cũng hân hoan hướng về những buổi đoàn viên, bữa cơm đầm ấm với mọi người trong gia đình. Những buổi gặp mặt thầy cô, bạn bè, mùa xuân là thời khắc giao hòa giữa thiên nhiên, đất trời và lòng người. Là dịp để người ta hướng về cội nguồn dân tộc, để mọi người sẻ chia những tình cảm thương yêu. Mùa xuân sẽ trở nên ấm áp, trọn vẹn hơn khi tràn đầy tình cảm yêu thương và sự chia sẻ của mọi người đối với các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao trong mỗi chúng ta. Thực hiện chỉ thị số 16 ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng thông tin lần thứ tư, đẩy mạnh giáo dục khoa học, kỹ thuật và toán học gọi là STEM trong chương trình phổ thông, và quyết định số 131 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tổ chức hoạt động STEM trong các cơ sở giáo dục căn cứ kế hoạch số 526 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17 tháng 5 năm 2022 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM cấp tiểu học. Công văn số 909 của Bộ Giáo dục Đào tạo về hướng dẫn tổ chức hoạt động STEM, thực hiện hướng dẫn số 368 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động giáo dục STEM trong chương trình tiểu học, và hướng dẫn số 435 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học. Hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2024 được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Thành, Hội đồng đội huyện Thạch Thành, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thạch Sơn, Trường Tiểu học Thạch Sơn long trọng tổ chức ngày hội STEM với chủ đề Xuân 2024 Xuân yêu thương. Về dự với ngày hội STEM hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Soạn, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Sơn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về dự hôm nay, chúng ta có Bùi Văn Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thạch Sơn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự với chúng ta hôm nay, có bà Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Sơn, xin chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về dự hôm nay với chúng ta, Quách Văn Huyên, Bí thư Đoàn xã Thạch Sơn, xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự chúng ta hôm nay có bà Bùi Thị Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạch Sơn, xin chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về dự với chúng ta hôm nay có thầy giáo Nguyễn Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội Tự giáo chức xã Thạch Sơn, xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Về dự hôm nay với chúng ta có ông Bùi Ngọc Hắc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Sơn, xin chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về dự chúng ta hôm nay có ông Bùi Văn Thiện, Trưởng ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Sơn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự chúng ta hôm nay còn có ông Lưu Đức Tài, Trưởng công an xã Thanh Sơn, xin chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về dự chúng ta hôm nay có ông Bùi Hồng Trinh, công chức văn hóa Thanh Sơn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự của chúng ta hôm nay còn có bà Nguyễn Thị Tâm, phó hiệu trưởng trường mầm non Thạch Sơn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về dự với chúng ta hôm nay có các bác là bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn Thanh Sơn, gồm ông Lê Ngọc Hiền, bí thư chi bộ thôn Minh Sơn, ông Bùi Đức Mình, bí thư chi bộ thôn Tân Sơn, ông Bùi Văn Thông, bí thư chi bộ trưởng thôn Bình Chính, ông Bùi Văn Thân, bí thư chi bộ thôn Đồng Hương, ông Bùi Văn Duyên, trưởng thôn Đồng Hương, ông Bùi Văn Liêu, trưởng thôn Bình Sậy, ông Nguyễn Văn Bảy, ông Bùi Văn Bảy, bí thư chi bộ thôn Liên Sơn, ông Bùi Ngọc Ninh, trưởng thôn Liên Sơn, ông Phạm Văn Hùng, trưởng thôn Bình Sậy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự chúng ta hôm nay có ông Bùi Tiến Quái, hội trưởng hội cha mẹ học sinh trường Tiểu Thạch Sơn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về dự chúng ta hôm nay có bà Bùi Thị Điều, phó chủ tịch hội cha mẹ học sinh trường Tiểu Thạch Sơn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng với sự có mặt đông đủ của các bậc phụ huynh, các bác thanh nhì trong ban chấp hành hội cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và 675 học sinh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo cô giáo, thưa các bậc phụ huynh cùng các học sinh thân mến, ngày hội sở tem với chủ đề xuân yêu thương nhằm nâng cao nhận thức cho giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục sở tem trong trường tiểu học, thống nhất nội dung phương pháp, các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục sở tem trong tiểu học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông qua chương trình giáo dục STEM, học sinh được trải nghiệm, được sáng tạo, được tham gia các hoạt động bổ ích, trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam nhiều hương sắc và nghĩa tình nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn 2024. Thông qua chương trình, đây là dịp để các em giao lưu những và gìn giữ những giá trị văn hóa Tết Việt trong vòng thiếu nhi và phụ huynh, chia sẻ những khó khăn đối với bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mùa xuân này sẽ có ý nghĩa hơn bởi trong những chiếc bánh chưng ngày Tết, những món quà đầy ý nghĩa của các bạn, có hương vị yêu thương của các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy giáo cô giáo cùng các bạn học sinh trên toàn trường đã cùng chung tay góp một phần nhỏ bé và đầy ý nghĩa dành cho chính những người bạn của mình, trao yêu thương đi để nhận lại những yêu thương. Đó là quy luật trong cuộc sống này. Hơn thế nữa, các em học sinh được tham gia giao lưu, được cùng với cha mẹ, thầy cô với những chiếc bánh xinh xắn, cắm những lãng hoa tràn ngập sắc xuân, mang đến cho các em học sinh một không gian văn hóa Việt Nam nhiều màu sắc và nghĩa tình nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đối với các em được nhận quà hôm nay, đây là món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của tất cả các bậc phụ huynh, các thầy giáo cô giáo, các quý vị đại biểu và các bạn thân yêu của mình. Thầy mong rằng các em hãy nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt, không được nản lòng trước hoàn cảnh hiện tại, phát huy những thành tích, những phẩm chất tốt đẹp của học sinh, hãy cố gắng nhiều nhiều hơn nữa trong học tập để xứng đáng với niềm tin của cha mẹ học sinh, của cấp ủy chính quyền địa phương và sự kỳ vọng của thầy cô giáo đã dành tặng cho các em trong ngày hội STEM hôm nay. Thay mặt nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy giáo cô giáo cùng các em học sinh đã có mặt tại buổi lễ hôm nay, ngày hội STEM Xuân yêu thương 2024. Những tình cảm của các quý vị, tấm lòng sẻ chia sẽ là niềm tin, là sức mạnh cho các em vững bước tiếp tục tiến lên trong học tập và góp thêm phần hương sắc cho ngày Tết của chúng ta đã sắp đến gần kề. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin công bố khai mạc ngày hội STEM chủ đề Xuân yêu thương năm 2024. Kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo cô giáo, các bậc huynh và các em sức khỏe. Chúc cho ngày hội của chúng ta thành công và thực sự đầm ấm ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những lời phát biểu khai mạc chương trình của thầy Phùng Xuân Cương, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Như vậy là ngày hội của chúng ta đã được bắt đầu. Thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, mỗi dịp Tết đến xuân về,
ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đều dành những sự quan tâm đặc biệt đến các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhằm chăm lo cho các em có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân của mình. Chương trình quyên góp ủng hộ, tặng quà Tết yêu thương rất mong được sự chia sẻ từ các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh trong nhà trường. Với truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam chúng ta, bằng tấm lòng tương thân tương ái của mình, hãy ủng hộ và chia sẻ giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường nhân dịp này, để giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, các em tiếp tục vượt khó học tốt để sau này trở thành con ngoan trò giỏi, người có ích cho xã hội, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Và ngay sau đây, chương trình quyên góp ủng hộ được bắt đầu. Xin được trân trọng kính mời sự quyên góp ủng hộ của các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các em học sinh trong nhà trường. Chúng ta sẽ trở về vị trí sân khấu, vị trí trang trọng nhất. Và trước hết xin mời đại diện của các lớp, chương trình này chúng ta đã phát động cách đây 2 tuần về trước. Và ngay bây giờ xin được trân trọng các thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ chuẩn bị cho đại diện học sinh của lớp mình sẽ trở về với sân khấu và chúng ta sẽ bỏ phần tiền quyên góp ủng hộ của mình vào thùng quyên góp ngày hôm nay. Vâng, xin mời các lớp chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt từ lớp 5A1. Vâng, và có lẽ trong khi các lớp, các chị đội chúng ta chuẩn bị phần quyên góp của mình thì xin được trân trọng kính mời sự đồng tình, ủng hộ, quyên góp, chia sẻ của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các bậc phụ huynh. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị để tiếp nối trở về với sân khấu và chúng ta sẽ cùng quyên góp ủng hộ trong chương trình Tết yêu thương ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Trọng kính mời các lớp chúng ta sẽ chuẩn bị và giáo viên chủ nhiệm sẽ sắp xếp cho các em. Chúng ta sẽ thứ tự lần lượt trở về để chúng ta bỏ phần tiền quyên góp ủng hộ của mình vào thùng quyên góp ngày hôm nay. Vâng, xin mời lần lượt các lớp đi ạ. Xin được cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Cảm ơn sự chung tay ủng hộ của các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm. Cảm ơn đến hơn 600 em học sinh trong toàn nhà trường đã cùng chung tay ủng hộ và giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp này. Và thay mặt cho liên đội nhà trường, một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh chúng ta có thật nhiều sức khỏe và chuẩn bị chào đón một cái Tết cổ truyền, chào đón một mùa xuân mới thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân của mình. Này sẽ là lớp khối 4, khối 5, lớp 3, 3, 3, 4. Sau khi các bác anh chị gói xong phần bánh sống thì khu vực luộc bánh chưng sẽ có hai hàng cũng lần lượt từ bên này sang bên này. Đấy là vị trí để các bác anh chị tham gia. Chúng ta sẽ thi gói bánh chưng ngay tại sân trường này. Đề nghị các thầy, các cô và các lớp bắt đầu từ khối 1, khối 2, 3, 4 đến khối 5. Và sau đây nhờ các thầy, các cô chúng ta sẽ quay bàn lại. Là mỗi bên này là 10 bàn, bên này là khối 1, khối 2, 3, 1, 3, 2 kê thành chữ U để các bậc phụ huynh có cơ hội để sáng tạo.
xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu chúng ta về phía hội trường, về văn phòng nhà trường, chúng ta uống nước, trao đổi, tọa đàm và cùng chứng kiến lễ hội STEM Xuân Yêu Thương. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời các em học sinh, chúng ta sẽ ngồi lại vị trí của lớp mình nào. Các em ngồi lại tại vị trí của hàng ghế lớp mình. Chúng ta tiếp tục ổn định tổ chức. Các em không đứng lên nào. Có lời xin các bạn 5 phút nữa nào. Các bạn ngồi lại đi, ngồi tại vị trí của mình. Vì hai nồi cùng thi một lúc, giữa cám hoa và gói bánh chưng sẽ gói ở đây, và cám hoa các bậc phụ huynh trong đội cám hoa và học sinh thể hiện sự sáng tạo trong hai cái dạp đã được phân công nhá. Chúng ta thi cùng một lúc. Nào các bạn ơi, cô giáo nhắc các bạn này, buổi sáng ngày hôm nay tất cả các em chúng ta sẽ về với vị trí của lớp mình để chúng ta cổ vũ cho đội dự thi. Và chiều ngày hôm nay thì khoảng 2 giờ các em sẽ tập trung đến đây. Chúng ta sẽ tham gia và cổ vũ cho các bạn thi giao lưu bóng đá khối 4-5. Các bạn nhớ chưa nào? Các bạn không chạy lộn xộn trên sân trường. Nhớ là các bạn tham quan trải nghiệm về các đội dự thi, đó là thi gói bánh chưng và thi cắm hoa. Và đến cái phần thuyết trình thì cũng rất là hồi hộp. Và chúng ta cũng rất là kịch tính, các cái nội dung thi ngày hôm nay rất là hay. Chính vì vậy mà các em sẽ có cơ hội, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Xe ô tô bố để đâu, flycam ở trong ô tô mà. Về vui rộn rã kia với chim hát ca, hạt mưa mùa xuân theo gió thấm ướt hương xuân hoa đất trời, ươm mầm xanh tươi hé mùa xuân. Mùa xuân cho em bao ước mơ, mùa xuân cho anh bao ký thơ, và anh bên em trong mùa xuân đắm say với xuân xuân hơn. Cho một nhà rộn ràng xuân tới, mang niềm vui đi khắp nơi. Một mùa xuân mới với bao điều tốt lành, anh cùng em hát khúc nhạc xuân. Chào mùa xuân mới, vang khúc ca xuân tràn hòa. Rộn ràng xuân tới, xuân là vui đi khắp nơi. Nồng nàn xuân tới với bao điều ước vọng, anh cùng em hát khúc nhạc xuân. Xuân nhiều sắc màu, xuân về vui rộn rã kia với chim hát ca. Hạt mưa mùa xuân theo gió thấm ướt hương xuân hoa đất trời, ươm mầm xanh tươi hé mùa xuân. Mùa xuân cho anh bao ước mơ, mùa xuân cho anh bao ý thơ, và anh bên em trong mùa xuân đắm say với xuân xuân hơn. Một mùa xuân mới với bao điều tốt lành, anh cùng em hát khúc nhạc xuân. Chào mùa xuân mới, vang khúc ca xuân tràn hòa. Rộn ràng xuân tới, xuân là vui đi khắp nơi. Nồng nàn xuân tới với bao điều ước vọng, anh cùng em hát khúc nhạc xuân. Mùa xuân mới,
trường, tà áo tung bay tựa mây trắng. Tân trường là em đi ngang về lối này. Biết rằng tân trường kia em hay đi lên bên ấy. Anh ngồi anh đợi, ngờ đâu em đi lên bên này. Anh ngồi bên này, lòng xưa sao mong chờ em thấy. Cho một nụ cười, ngờ đâu em đi lên kia rồi. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ áo mây. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt ai. Ô cuộc đời như thế, ô cuộc đời như thế, và tình là như thế, và tình là như thế, ôi mong đợi ngậm ngùi. Và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ áo bay. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt ai. Ô cuộc đời như thế, ô cuộc đời như thế, và tình là như thế, và tình là như thế, ôi mong đợi ngập ngùi. Trên phố vắng, tay cầm theo đóa hồng, chợt xa xa thấp thoáng hình bóng ôi dễ thương. Kìa anh đeo mắt kính, xinh đẹp hơn đóa hồng, làm cho anh bối rối, lời trái tim ngọt ngào. Ơ kìa cô đeo kính, cặp kính trông thật xinh. Anh cần thì như bé, chẳng biết mua ở đâu. Ơ này cô mắt kính, người cớ sao thật kiêu. Gọi hai chữ nói, em bão quên bao giờ. Người ta hay chiêu bão, trông vào đôi kính cận là biết ngay cô bé, một sách trông thật nghiêm. Thật đoan trang khó tính, không bạn trai dám gần. Mùa đông buông tia nắng, mà ngỡ xuân vừa sang. Bao ngày qua vẫn thế, lời nói không thành câu. Em vừa như không biết, lại bắt anh làm đuôi. Anh thầm yêu mắt kính, mà bé sao lắm hình. Đêm về anh bối rối, tại kính hay vô tình. Một ngày như bao ngày, chờ đợi em ngang về. Người ơi muốn bắt cô làm quen. Nhìn áo trắng bay đầy, tựa như mây trên trời. Chờ em với trái tim bồ hồi. Ánh mắt anh tìm hoài. Bốn mắt em anh nhớ. Chiều ngày mưa rơi rơi, anh với em thật tình cờ. Gặp nhau như trong mơ, ta trú mưa vài đợi chờ. Chuyện bâng qua đâu đâu, những xuyên sao gặp lần đầu. Để lòng anh mong chờ mưa mãi. Và khi mưa tan rồi, mình chia tay nhau về. Nhìn theo bóng dáng em rời xa. Chợt lòng anh ngơ ngẩn, chẳng hỏi em tên gì. Trời ơi trách mãi anh dại khờ. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ áo bay. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt ai. Ôi cuộc đời như thế, ôi cuộc đời như thế, và tình là như thế, và tình là như thế, ôi mong đợi ngậm ngùi. Và từng ngày như thế, I'm
chiều như thế, anh vẫn chờ áo bay. Và từng ngày như thế, và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt ai. Ô cuộc đời như thế, ô cuộc đời như thế, và tình là như thế, và tình là như thế, tôi mong đợi. Rơi cho lòng tôi nhớ thương kỷ niệm dấu yêu khi xưa mỗi lúc tan trường, làm sao sống trong yêu thương ấm ấm bạn bè ngày xưa thiên tha, ôi giờ đây xa vắng, nhìn hoa phương xinh bay trên bầu trời thắm xinh, chợt thấy nơi đây dư âm giữa bóng vô tình, ngày tháng đêm trôi ký ức sống mãi trong tôi, kỷ niệm dấu yêu này chỉ có trong giấc. Rồi ngồi trường bao dấu yêu của tôi, có ánh nắng tươi hồng với tình trường ngoài xa liễu lo hoa cây, nhớ em mất ai buồn nhìn giọt mưa rơi trên cánh hoa phượng xinh. Rồi mùa thi trôi quá mau, hè sang tiếng ve chợt buồn, trôi qua nhanh cứ như giấc mơ. Ôm tha chúng tôi sẽ mãi không phai, dù mãi cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên. Trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước, cành hoa phương rơi trên sân trường vang tiếng ve, dòng lưu bút trao cho nhau nỗi nhớ mùa hè. Đường xưa vẫn đây nhưng chiếc lá vẫn rơi đầy, trường xưa mãi luôn trong tôi dù thời gian lướt. Chiều nay mưa sẽ cho lòng tôi nhớ dấu yêu khi xưa mỗi lúc tan trường, làm sao sống trong yêu thương ấm ấm bạn bè ngày xưa thiết tha, ôi giờ đây sao vắng.